Vâng, hello, chào tất cả anh chị bà con cô bác nha. Em Thành Bến Tre gửi lời chào đến bà con. Anh em bà con nào chưa đăng ký kênh, vui lòng bấm nút đăng ký kênh của em Thành Bến Tre để cập nhật nhiều video hơn nha. Thì trước mắt anh em mình là em xe Kia Carrera đời 2009 số tự động bản full 2.0. Anh em ưng mẫu này liên hệ cho em ngay qua số 0866 6789711 hoặc 0834 333371 nha. Có xem là có bớt, có chạy thử là có bớt. Bên em có giao lưu xe máy, giao lưu ô tô, giao lưu xe tải, có cho nợ. Đó, cho anh em thiếu nợ là vài chục triệu và không lấy lãi, và cho anh em mình cọc xe tới Tết lấy cũng được luôn. Đó, anh em nhà mình có xe nào dư dùng muốn bán lại muốn đổi thì lên đây đổi với em Thịnh. Ở anh em mình đổi xe, anh em mình được cái gì? Đổi cái xe thì anh em mình được cái là em thu lại xe anh em mình giá cao hơn và để cho anh em mình giá này anh em đỡ lỗ. Thôi giờ anh em mua chiếc này xong vài bữa anh em lấy chiếc xe kia bán chỗ khác thì anh em mình lỗ hơn ha. Mình đổi xe nó đỡ hơn. Đó, anh em cứ qua đi, lựa chọn lái thử, chạy thử, đừng ngại ngùng gì hết. Anh em cứ alo qua hai số trên nha. Xe được trang bị hai dàn lạnh nè anh em nha. Túp ly túp lô cực kỳ đẹp luôn, và trần là trần riêng xe và cửa sổ trời luôn. Đó, bên em thì Caren bên em có hai mẫu. Mẫu màu xám 2011 em bán 265, mẫu màu vàng cát 2009 thấp hơn 2 năm, nó vẫn là bản full cửa nóc luôn. Thì xe này để cho anh em mình 239, đang giảm cho anh em mình còn 235 thôi. Đó, chỉ 235 triệu. 235 triệu này mình có con Kia này, cực kỳ em, máy số gầm cực kỳ em ngọt ngào anh chị nha. Đăng kiểm tới cuối năm sau luôn, cuối năm tháng 10-11 năm 2024 luôn anh chị nha. Phơm giá thì khổ phải chê anh em không, chạy thì cực kỳ sang trọng rồi. Xe này thì nói chung anh em qua lấy về liền thôi, lấy về là chạy, không có tốn 1.000 bạc bảo dưỡng nữa anh chị. Về sơn si, về máy gầm là chuẩn hết rồi, máy còn gin, mặt máy còn gin chưa mở luôn. Kia mà bây giờ dòng máu nên đời 2.9 như thế này mà anh em mình kiếm một xe máy gin hiếm lắm. Em này là máy gin chưa mở mặt máy luôn, máy còn nguyên gin anh chị nha. Đó, bao xài bao chạy bao chén bao quay đầu anh em nha. Đó, chỉ có 235 triệu thôi, về đi chở gia đình mình đi anh em ha. 7 chỗ gầm cao, máy thoáng, màn Android, camera hành trình, cam gia đầy đủ không thiếu thứ gì. Đó, đẹp không, nóc xe cửa sổ trời thấy là ưng ý rồi đúng không. Đi chiếc xe mà ô tô mà có cửa sổ trời là anh em mình thấy nó chất liền, uy tín liền, chở con cái rồi lên cho con cái nó không gió không mát rồi ha. Đó, giờ ô tô rẻ cho anh em, ngày xưa xe này thì nó tới 700-800, bây giờ để cho anh em mình có 235 triệu à. Giá này không mua anh em đợi gì nữa anh em đúng không. Xe anh em thấy rồi đó, rất là nhiều, anh em qua lựa chọn, qua lái thử, qua chạy thử với em Thịnh ha. Nơi giao lưu cho đổi với bà con, đừng ngại ngùng gì hết, cứ qua xem, qua lái thử, qua chạy thử. Đó, có xem là có bớt anh em nha. Rất là nhiều dòng xe đợi anh em mình. Đó, anh em nên nhớ, anh em thì có hai số điện thoại trên, em mình cứ alo qua em ha. Qua số 0866 6789711 và 0834 333371. Anh em mình cứ alo hoặc là nhắn tin qua Zalo, tìm số điện thoại nhắn tin qua Zalo chứ đừng nhắn tin trên fanpage hay là top top anh em nha. Vì nhắn tin đó thì nhiều tin nhắn quá mình xem không kịp anh em ha. Đó. Anh em không? Xe nó quá đẹp mà. Màn hình cam gia đầy đủ anh chị ha. Đó, quá đã luôn. Đó, anh em ưng mẫu này thì liên hệ cho em ngay nha. Bên em nhiều xe lắm anh em không? Rất là nhiều mẫu luôn, anh em đợi nè, không? Anh em qua lựa đi đừng ngại ngùng gì hết. Rồi địa chỉ anh em mình cứ gõ lên Google Thịnh Bến Tre, đi theo vị trí là tới. Em này được trang bị 4 cái vỏ về cui luôn anh em. Vỏ về cui gầm bệ rất là đẹp luôn nha. Rồi ok, cảm ơn anh em, chúc em mừng buổi sáng vui vẻ. Anh em nào chưa đăng ký kênh, vui lòng nút đăng ký kênh để cập nhật nhiều video hơn nha.